Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Nói với người Cộng sản. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với người Cộng sản do Tiến Văn biên soạn qua sự trình bày của Tâm Anh. Thưa quý vị đảng viên Cộng sản lâu năm cùng các bạn công an bộ đội thân mến, dư luận Việt Nam đang rất phẫn nộ, uất ức vì sự lật lọng, tráo trở của nhà cầm quyền Hồ Tàu trong vụ Đồng Tâm. Trong giới công an, an ninh và quân đội, nhiều anh chị em chúng ta cũng cảm thấy ngao ngán, hổ thẹn khi chính quyền hiện hành đã ngang nhiên nuốt lời hứa và chữ ký để khởi tố nhân dân xã Đồng Tâm về việc đã đứng lên phản kháng cường quyền, bắt nhốt 38 cảnh sát cơ động. Nhiều anh chị em mới vào ngành công an, quân đội, hoặc đang thực hiện nghĩa vụ một vài năm rồi sẽ ra khỏi ngành, còn cảm thấy quá ngạc nhiên. Tại sao cả một hệ thống chính quyền luôn tự ca tụng là chính nghĩa, là đạo đức sáng ngời, lại có một hành động thấp hèn, thô bỉ, trắng trợn như thế? Nhiều anh chị em còn cảm thấy sửng sốt, phẫn uất như chính bản thân và gia đình mình đang bị lừa gạt. Tuy nhiên, khi tiếp xúc, trao đổi với những người đã từng làm việc nhiều năm trong hệ thống cầm quyền cộng sản, các cộng tác viên của chúng tôi đều được những người này cho biết, bản thân họ không hề cảm thấy ngạc nhiên, càng không thấy sửng sốt trước sự lật lọng, tráo trở của bọn cầm quyền. Những cảm tình viên của chúng tôi đã cho chúng tôi biết nhiều thông tin quý về hệ thống cầm quyền hiện hành. Họ cũng nêu ra nhiều ý kiến cho phong trào đấu tranh đòi lại các quyền dân sinh, dân chủ như nhân dân Đồng Tâm đã và đang thực hiện. Sau đây là một số thông tin và ý kiến chúng tôi thấy có thể hữu ích giúp cho anh chị em, công an, an ninh, bộ đội, sĩ quan nhận ra bản chất vấn đề trong sự lật lọng Đồng Tâm. Hệ thống chính quyền hiện nay là hệ thống cộng sản do Hồ dựng lên. Ngay từ đầu đã có hai đặc tính cơ bản là độc đoán và lừa gạt. Nghĩa là những kẻ cầm quyền cộng sản ngay từ ban đầu đã có chủ trương bằng mọi cách, kể cả lừa gạt, phải giành và giữ cho được quyền lực thống trị chỉ trong riêng tay bọn chúng. Bọn chúng không bao giờ có ý tưởng muốn hợp tác thực lòng hay chia sẻ quyền lực với những người ngoài đảng cộng sản. Nếu tình thế hoặc sức mạnh của chúng không cho phép chúng độc tôn quyền lực, thì chúng sẽ phải hợp tác hoặc chia sẻ, nhưng chỉ có tính chất miễn cưỡng để chờ cơ hội tiêu diệt người đối lập mà thôi. Sự hợp tác có tính thủ đoạn này đã từng xảy ra trong giai đoạn 1945-1946 với các nhân sĩ đảng phái quốc gia, với kết cuộc cuối cùng là việc mình tiêu diệt, loại bỏ hết các nhân tố đối lập qua biến cố đẫm máu Ôn Như Hầu. Trở lại vụ Đồng Tâm, bọn cầm quyền hiện nay đã không tấn công nhân dân xã Đồng Tâm vì chúng biết vẫn có thể lừa gạt được người dân. Chúng cũng chưa dám dùng võ lực để tấn công vì e ngại sẽ làm chết con tin. Điều này sẽ dẫn tới phản xạ hoảng loạn của toàn ngành công an, quân đội. Hơn nữa, vào thời điểm biến cố Đồng Tâm bắt giữ con tin, bọn chúng đang phải chuẩn bị cho một số quan hệ đối ngoại, trong đó có chuyến thăm Hoa Kỳ của tên thủ tướng Phúc. Vì vậy, bọn chúng phải dè chừng những hệ quả bất lợi cho đối ngoại nếu dùng cách đàn áp. Nhưng sự kiện Đồng Tâm rào làng kháng chiến, giữ đất và bắt nhốt thành công nhiều nhân viên công lực, có thể châm ngòi cho tất cả những nơi oan sai cùng đứng lên như Đồng Tâm. Mà hiện nay, toàn đất nước Việt Nam đã tràn ngập oan sai khắp ba miền. Do đó, để dập tắt Đồng Tâm, ngăn không cho vết dầu Đồng Tâm lan rộng, bọn chốt bu không còn cách nào khác là phải lật lọng tất cả những gì tên Chủ tịch Chung đã hứa hẹn, cam kết, dưới sự chứng kiến của cả hai tên đại biểu Quốc hội
Trung Quốc, Bình Nhưỡng cùng một số luật sư cò mồi. Tất cả những động thái này đều đã nằm trong kế hoạch có dự kiến từng chi tiết và được sự phê duyệt của bọn bộ sậu trong Bộ Chính trị, với mục tiêu duy nhất là không để dân chúng nó theo nhau nổi dậy. Sự kiện đồng tâm cũng cho thấy nhân dân ta còn quá cả tin hoặc không biết rút bài học từ những người đi trước. Trước đây đã từng xảy ra nhiều vụ lật lọng, trắc trở về đất đai như Thọ Ngọc, Thanh Hóa năm 1989, Làng Nhô, Hà Nam năm 1992 và Thái Bình năm 1997. Cả ba vụ này, nhân dân ta đều phản kháng, rào làng và bắt nhốt nhân viên công lực, rồi bọn cầm quyền phải xuống thang, giả đò cam kết, hứa hẹn. Nhưng cuối cùng, chúng đều tiến hành phân ly dân chúng và truy tố, bỏ tù hoặc ám hại tất cả những nhân vật chủ chốt. Lệnh khởi tố phát ra hôm 13 tháng 6 đối với Đồng Tâm chỉ là một bước đi tiếp trong âm mưu phản trắc, tàn bạo đã thành căn cốt của bọn cầm quyền. Nếu nhân dân Đồng Tâm nói riêng và dư luận tiến bộ nói chung không biết rút kinh nghiệm để có biện pháp đề phòng, chống trả tương xứng, thì kết cục cuối cùng của Đồng Tâm sẽ lại bi thương như Thọ Ngọc, Làng Nhô, Thái Bình năm xưa. Tuy nhiên, nhìn ở các góc độ khác, nhân dân Đồng Tâm và nhân dân ta nói chung, cho đến nay cũng đã thu được nhiều thắng lợi trong công cuộc chống độc tài cộng sản, giữ đất và cứu nước. Nội dung này sẽ được chia sẻ trong các chuyên mục sắp tới. Tâm Anh và Tiến Văn thân chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị, anh chị em trong chương trình tuần tới. Đài phát thanh đáp lời sông núi.